mừng các bạn đến với kênh Nhân Quả Luân Hồi. Phù thủng, tiểu ích, kiết lỵ. Di tinh xanh xao, sưng gan, sưng thận, nước tiểu có chất lòng trắng trứng. Đau bệnh là một khổ não ai cũng bị, không nhiều thì ít. Tôi cũng vậy, chẳng may mắc nhiều chứng ngặt nghèo khó chữa vì đã tốn rất nhiều tiền mà không bớt. Đời tôi thật đau buồn khi được 13 tuổi, tôi trở nên xanh xao như người mất máu. Khoảng 2 năm sau lại bị một cơn đau bụng dữ dội hành hạ chưa từng thấy từ nhỏ đến giờ, nên phải đi khám bác sĩ. Sợ kiến bác sĩ bảo tôi sinh gan, sau một thời gian chữa, hơi thuyên giảm nhưng rồi bệnh vẫn hoàn bệnh. Từ đấy các chứng khác lại nổi lên như sưng thận, nước tiểu có chất lòng trắng trứng, tiểu rất ít, mặt phù thủng sưng to lên như đàn bà bị đầy khi mới sinh. Vì thế tôi phải uống nhiều thuốc iốt, thuốc đi tiêu, thường xuyên. Hãy uống nước nhiều mà không uống thuốc thì mặt sưng đầy lên như cũ. Cứ như thế đau bụng dữ dội khoảng 5 tháng một lần, tưởng chừng chết nếu không chích thuốc cầm cơn đau. Mặt thì đầy luôn gần 2 năm, trong khi chạy từ bác sĩ này đến bác sĩ khác. Ông này bảo lãi nhiều, ông kia bảo yếu thần, chữa liên miên hết tiền mà bệnh chẳng bớt. Lại nổi lên các chứng khác như ăn không tiêu, kiết lỵ liên tiếp, ngay cả bệnh di tinh nữa. Vì bệnh quá nhiều mà tiền thuốc chẳng đầy đủ mấy, nên mỗi ngày một nặng gần như kinh niên. Hàng ngày phải uống nhiều loại thuốc tây theo mỗi chứng và từng đêm chích trung bình 2 đến 3 mũi liên tiếp trong nhiều tháng, nên da trẻ tôi trở nên dày cộm, rất khó khăn khi chích vì kim thường bị cong. Gia đình là công chức đã ít tiền mà lại mắc nhiều chứng nan y, nên tôi mới xoay qua đi bệnh viện công thử, họa may có bớt bệnh chăng. Sau nhiều lần khám và thử nước tiểu, người ta cho tôi penicillin và các thứ khác nữa trong 2 tháng. Thế mà albumin trong nước tiểu lúc hết lúc còn, chẳng đạt được một kết quả mỹ mãn. Lại vì chích quá nhiều penicillin, thân hình tôi đen nám, mặt nổi đầy mụn, kiết, bón liên miên, rồi thêm các biến chứng của đau gan như đau tràng, trong khớp xương, mỏi rã rời trong các bắp thịt. Cứ như vậy hết bệnh này đến bệnh khác, hành hạ ngày đêm mà tiền chẳng có. Tôi cảm thấy mình như kẻ sống thừa, có lúc tôi muốn ngủ luôn, đừng bao giờ thức dậy nữa, đời không còn chi là thú vị. Lúc đương thảm não ấy thì được thầy Huỳnh Hữu Trân chỉ bày phương pháp gạo lứt muối mè, kèm theo là cho mượn 2 cuốn sách. Bất đắc dĩ cùng đường, tôi mới thực hành theo sách. Khi thực hành phương pháp số 7 triệt để khoảng 15 ngày thì bệnh thuyên giảm thấy rõ. Vì thiếu nghiên cứu không phân biệt âm và dương, cái nào nên dùng, cái nào nên tránh. Hơn nữa tưởng như vậy là xong. Lại vào dịp hè nóng bức, tôi thèm nước thèm đường như thách thức chứng sưng thận, mặt đầy, còn tái phát nữa không. Thế là bệnh trở lại nhưng hơi nhẹ, thỉnh thoảng mặt bị đầy, còn nhói tim hay kiết lỵ kéo dài trong hơn 1 năm. Sẵn cuốn phương pháp tân dưỡng sinh được thầy Trân tặng, tôi hết sức nghiên cứu và áp dụng triệt để với cách số 7 trong 3 tháng liền. Lây bệnh hoàn toàn dứt hẳn, thật là một phương pháp tuyệt diệu. Đời sống của tôi hiện tại hết buồn vui với chén cơm lứt muối mè, coi như đủ rồi, chẳng còn gì nữa. Phạm Ngọc Nam, Tuy Hòa, ngày 25 tháng 3 năm 1973, Sống Vui số 4748, ngày 24 tháng 4 năm 1975. Góp ý, không bệnh thì thôi, chứ một khi mắc một bệnh nào đó mà không trị hay trị không dứt hẳn thì dễ sinh ra vô số bệnh bất trị khác. Một bệnh mà trị không nổi thì cả một đám bệnh làm sao chống đỡ. Chúng sẽ kết bè kết bảng mà hành hạ tơi bời con người chúng ta. Bây giờ tâm hồn ta xuống cấp trầm trọng đến nỗi chỉ muốn chết đi phứt cho rồi. Lúc ấy chỉ có thuốc tiên mới mong cứu độ, và vì thuốc tiên không ai ngờ đó chính là phương pháp Ohsawa kỳ diệu, một phương thuốc mà không có một chút thuốc nào, ai mà tin cho được. Nhưng một khi được thực chứng rồi chúng ta mới bật ngửa mà tự nhủ, quả là khó tin. Trong đời đôi lúc cũng có những chuyện khó tin mà có thật đó sao. Và khi bệnh hoạn không còn tồn tại nữa thì tinh thần ta trở lại bình thường và rất hạnh phúc với cái bình thường ấy. Cái mà ai cũng có, nhưng vì không trải qua đau khổ nên không thấy đấy thôi. Đã từng bị khủng hoảng rồi, đã từng thấm đòn bệnh hội chợ rồi, nên dầu có hết bệnh, bệnh nhân nói trên cũng như tôi đều coi trọng phương pháp Ohsawa, và đấy nó làm ngọn đuốc soi dẫn mình tiếp tục đi tìm cho ra đâu là hạnh phúc thật sự trên cuộc đời giả tạm này. Quý vị thính giả thân mến, sau khi nghe xong quyển sách này, nếu quý vị và các bạn cảm thấy hay và bổ ích, hãy đến ngay nhà sách gần nhất để mua sách gốc. Ủng hộ tác giả, dịch giả và nhà xuất bản. Đây chính là tinh thần cao đẹp, uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ người trồng cây của người Việt Nam chúng ta. Ha ha ha,